Trên Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin địa phương sáng ngày hôm nay là ngày thứ tư ngày 19 tây tháng 6 năm 2019. Trước hết cảm ơn tất cả các bạn bè ở khắp nơi đã chọn cái channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện phân tích trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ thì Phong vẫn chọn những địa phương à những tiểu bang và những nơi có lượng khán giả đông đảo, phong chọn những nơi này làm tin địa phương. Và theo đó thì California vẫn đứng đầu, rồi tới Texas, tới à, Washington State, tới Florida, Georgia, Massachusetts, Pennsylvania, Virginia, Chicago và Việt Nam, bởi vì Việt Nam cũng là một trong những địa phương có lượng khán giả theo dõi đông đảo, do đó phong vẫn chọn thêm Việt Nam làm tin địa phương. Và trong bản tin sáng ngày hôm nay để đi đầu, đó là bản tin từ Nam California trước. Đầu tiên là các công nhân, các người làm việc ở Los Angeles Orange County, hầu hết là gần như là burnout, tức là thiếu khả năng để mà uh, theo đuổi cuộc sống của mình về tất cả mọi việc kể cả các cái chi phí về y tế cũng như chi phí trong đời sống. Các người làm việc nhân phòng ở Los Angeles và Orange County là uh, được xem là một trong những uh, cái uh, nơi uh, ở quận Cam và Los Angeles là những nơi được xem là bị burnout, tức là bị uh, Uh, áp lực khá nặng nề trong cuộc sống về uh, tất cả những cái điều kiện sống đó là cái bản uh, nghiên cứu mới nhất được công bố theo cái bản nghiên cứu mới nhất được công bố bởi một cái tổ chức gọi là Robert Half Agency nói rằng việc chi phí cao của đời sống và ở Nam California đã khiến cho nhiều người sống dưới áp lực nặng nề uh, trong đó thì uh, miền Nam California hai nơi này được xem là có cái uh, mức áp lực sống cao nhất nước so với lại các nơi khác, trong đó thì à, thành phố Chicago đứng hàng thứ ba với 37% và đứng hàng thứ nhì là Detroit với 44% là những người sống mà có nhiều áp lực cuộc sống, trong đó thì à, chi phí về y tế, chi phí về cuộc sống, chi phí về tất cả mọi thứ cũng như là đời sống à, cao khiến cho nhiều người đã không có kham nổi với cái cuộc sống hiện tại. Đó là bản nghiên cứu mới nhất liên quan tới về cuộc sống của mọi người ở tại quận Cam và ở tại uh, Los Angeles, Nam California được xem là có cái áp lực cao nhất nước. Bên cạnh đó, bản tin cũng từ Santana cho biết ở Santana mức bán đã giảm xuống 19% tệ nhất tại Orange County kể từ năm 2012 bản tin cho biết là các người mua nhà ở Santana đã giảm xuống 19% và được xem là mức thấp nhất kể từ năm 2012. À, bản tin cho biết sau 6 tháng và 9 tháng nghiên cứu tính tới tháng 4 thì việc mà bán nhà ở Orange County đã chậm lại trong tất cả các cái số zip code và trong đó thì thành phố Santana là được xem là một trong những thành phố có mức bán chậm nhất kể từ 9 tháng qua. À, bản tin nói rằng là trong 9 tháng qua tổng số nhà bán được là 1208 căn so với mùa, một 1 năm trước đó là 1.496 căn và <laughs> giá nhà đã uh, gia tăng trong ít nhất là 3 trong số uh, 3 trong số 6 cái zip code tại thành phố Santana và mức trung bình trên toàn uh, county là 720.000 Mỹ kim và mức bán trung bình trên toàn Orange County là 22.872 căn nhà uh, so với năm ngoái là 27.289 căn nhà, giảm 16.2%. Và các con số 43 cho tới 83, mức bán đã bắt đầu gia tăng ở 9, 9 à, cái số zip code. Và riêng thành phố Santana, mức bán trung bình nhà ở số mà 92701 là 370.000 Mỹ Kim, à, tăng lên 5.7% so với 12 năm. À, so với 12 tháng xin lỗi quý vị và mức bán chỉ là 141 căn so với năm ngoái 191 căn, giảm xuống 26.2%. Ở cái số mà người Việt ở nhiều nhất là 92703 thì mức trung bình là 530.000 là mức trung bình, gia tăng 1.9% trong vòng 12 tháng 3 tức là cái giá nhà tăng. Nhưng mức bán lại giảm, tức là chỉ bán được 182 căn so với năm ngoái cùng một thời gian là 239 căn, giảm 23.8% và các con số khác đều có giảm thấp và được xem cộng lại là 19%. Đó là những cái uh, số nhà và số lượng mà single family tức là nhà biệt lập thì uh, tổng cộng của Orange County là bán được 13.720 căn uh, so với năm ngoái là 16.058 căn uh, giảm xuống 14.6%, mức trung bình của nhà biệt lập là 767.000 và giảm xuống 1% uh, so với năm trước đó. Trong khi các cái condo à, được biết là bán khoảng 6.038 căn so với năm ngoái là 7.218 căn giảm xuống 16.3% trong 12 tháng mức trung bình cho một condo bây giờ là 500.000 Mỹ Kim và như lượng nhà mới thì cái số lượng nhà mới bán ra là 3.114 căn so với năm ngoái là 4.013 căn giảm 22.4% trong 12 tháng mà mức trung bình của nhà mới hiện nay là 981.500 Mỹ Kim cho một căn và đã gia tăng 7.3% trong một năm. Đó là cái tình liên quan tới thị trường nhà cửa tại Orange County. Trong khi đó, một gia đình đã phải di dời trong một vụ cháy ở thành phố San Jose. Bốn người bao gồm luôn hai trẻ em đã bị dời ra sau khi có một cái vụ cháy à, liên can tới ở con nhà ở phía đông bắc của thành phố Houston vào tối ngày hôm qua thứ ba. Vụ cháy này diễn ra lúc 11 giờ 13 phút à, tối ngày hôm qua ở đường Princeton Wood ở San Jose theo tường trình của phía sở cứu hỏa cho biết và họ tới nửa đêm thì mới dập tắt được ngọn lửa này hiện nay thì nguyên nhân ngọn lửa vẫn đang được điều tra và cái garage tức là cái chỗ đậu xe trong nhà và một vài ở một nơi ở trong nhà đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi cái vụ cháy này và hệ thống nước cũng đã bị bể ra hiện nay thì cơ quan Hồng thập tự đã có mặt để hỗ trợ cho gia đình bốn người này đang gặp khó khăn khi không có nhà ở. Tuy nhiên, không có ai bị thương trong vụ cháy này. Trong khi đó, thì một cái gói tình, một cái gói đồ lạ bị nghi ngờ đã dẫn đến tình trạng phải di tản ở uh, Sydney. Uh, giao uh, Bản tin cho biết là một cái gói đồ uh, và một cái thiết bị uh, nghi ngờ đã khiến cho phải di tản ra khỏi một cái khu vực ở view Và theo tường trình của sở cứu hỏa tại đây, uh, tai nạn này xảy ra lúc. 4 giờ 40 phút ở cái văn phòng của Google Office nằm ở trên đường Crossman Avenue và số những người di tản đã không được biết là bao nhiêu người di tản. Tuy nhiên, các giới chức của sở cứu hỏa cho biết là nó không có đe dọa ngay lập tức tới công chúng. Hiện nay thì sở cảnh sát của uh, quận Santa Clara cũng như lực lượng bom đã đến để xác nhận cái túi đồ không có uh, bình thường này và không uh, và họ nói rằng là không hề có mang theo chất nổ nào hiện nay vẫn chưa biết là cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn. trong khi đó, ngày hôm nay đánh dấu là phi trường George Bush đã kỷ niệm đúng 50 năm thành lập và bản tin kể lại là một nhân vật ở thành phố ở Houston, à, tên là David Host Robertson lúc đó mới 5 tuổi và đã theo cha tới để khánh thành cái phi trường ở Houston và thời gian qua nhanh chóng mới đây ông đã 55 tuổi và Phi trường Houston à, phi trường George Bush International chính thức đã bước qua tuổi thứ 50 sau 50 năm hoạt động tại Houston và bản tân trình cho biết là à, phi trường này à, là vốn là phi trường à, nguyên thủy của nó là Houston Intercontinental là cái tên chính thức ngày xưa và đến năm 1997 nó được tái đặt tên lại là phi trường George Bush Intercontinental năm 1997 và cái chuyến bay đầu tiên mà um, họ nhắc lại là ngày 8 tây tháng 6 năm 1969 sau chỉ vài ngày sau ông Robinson 5 tuổi năm nay đã 55 tuổi hiện nay là một công nhà, là một nhân viên làm việc tại phi trường và ông kể lại cái giai đoạn mà suốt thời gian qua chứng kiến từ lúc mà cái phi trường này được thành lập. Lúc đầu nó tên là Houston Intercontinental. Và sau đó đến năm 1997, tức là 5 năm sau khi mà Tổng thống Bush ra rời khỏi nhiệm kỳ, thì phi trường này được đặt tên của ông là George Bush Intercontinental năm 1997. Và cho tới ngày hôm nay, thì có phi trường này tổng cộng có 20 bạn 27 công ty hàng không và là cái uh, trụ sở của ít nhất là 20 quốc gia và họ có 115 cái uh, uh, domestic và tức là cái uh, cái điểm tới ở uh, nội địa Hoa Kỳ và 68 cái điểm tới của uh, chuyến bay quốc tế và họ tổng cộng là uh, support cho khoảng uh, đang có khoảng 170.000 170.000 việc làm xung quanh phi trường và tổng cộng là có 43.8 triệu triệu người đã di chuyển qua phi trường này và tính từ năm ngoái và phi trường này đã được nâng cấp và đã được cải thiện lên tới 22 tỷ Mỹ Kim và đây là một trong những cái tin mới nhất liên quan tới thành phố Houston đặc biệt là phi trường George Bush và đó là bản tin liên quan tới phi trường ở Houston và công khi đó tại Texas một cái luật mới à, nhằm công khai minh bạch hơn trong các cái dự án đấu thầu và các cái hợp đồng với lại à, các cơ quan chính phủ. Bản tin cho biết là thống đốc Greg Abbott đã ký hàng loạt những cái dự luật vào ngày hôm qua và trong đó những cái dự luật này cho phép công khai hóa tất cả những cái hợp đồng của chính quyền ở thành phố, ở à, chính quyền ở tiểu bang Texas với lại những cái cuộc à, kể cả những cái cuộc gặp gỡ của các giới chức được dân cử và một trong những cái uh, dự luật mà ông Abbott đã ký trong tuần này là một phần trong cái, cái cái cuộc gọi là mở rộng tất cả gọi cái cái luật này gọi là open meeting act tức là mở rộng tất cả các cái phiên họp và công khai minh bạch tất cả những phiên họp dành cho những giới chức nào thuộc là dân cử tức là được bầu phiếu uh, cho công chúng biết được về những cuộc họp này và đây là một trong những cái uh, sự thúc đẩy về, về cái tính chất minh bạch của cái hệ thống chính quyền tại tiểu bang Texas và bản tin cho biết ngoài ra thì à, luật này cũng đã cho thấy rằng là cái à, cái đạo cái dự luật vừa được ký là Open Meeting Act năm 2015 đã được thảo luận và nó đã tranh cãi liên quan tới một cái à, việc mà một cái dự án xây dựng trị giá 280 triệu Mỹ kim à, <laughs> đã được đã đặt trong cái à, phiếu bầu à, và đó là một trong những cái mà họ nói rằng là, là có có sự vi phạm về cái à, luật và nó đã phải đối diện với sáu tháng tù và tiền phạt 500 Mỹ Kim khi mà không công khai tất cả những cái tính minh bạch này và bây giờ thì chính thức đã ký thành luật và từ nay tất cả những cái hợp đồng của các thành phố hay là các quận hạt ở Texas khi mà họ ký hợp đồng với tất cả những cái công ty tư nhân cho những cái dự án thì họ phải công khai minh bạch tất cả những cái số tiền chi thu và tất cả những cái à, cuộc họp của họ sẽ được công khai đó là bản tin liên quan tới tiểu bang Texas ngày hôm nay. Và bây giờ thì à, chúng ta bước qua bên tiểu à, bên à, tiểu bang Washington. Thứ nhất là bản tin đầu tiên là lực lượng tuần duyên đã tìm cách cứu 11 người trèo thuyền ở YMCA Camp ở San Juan. Bản tin từ Seattle cho biết là lực lượng tuần duyên đã giúp cứu được hàng chục người trèo thuyền ở một cái trà nơi chèo thuyền tại gần ở San Juan Island tức là cái đảo San Juan vào sáng và tối ngày hôm qua 11 người chèo thuyền này đã từ YMCA Camp và bắt đầu đã gặp trở ngại từ lúc 5 giờ chiều khi mà gió bắt đầu tăng 10 là 15 hải lý một giờ và khiến cho họ bị lạc hướng và bị rơi vào một cái khu vực trũng sâu và gây nguy hiểm và bản tin cho biết là chiếc thuyền của 45 phút của lực lượng tuần duyên đã kịp thời tới để cứu và kéo những người chèo thuyền này ra và chuyển họ trở về lại quay MC Boatkem và sau đó thì dùng trực thăng họ đưa họ về lại thành phố và không có một người nào bị thương. Đây là một cái tai nạn bất ngờ diễn ra dành cho những người chèo thuyền ở khu vực này. Trong khi đó cũng từ ở tiểu bang washington tin từ kenneth Rich cho biết là một chủ nhân của một cơ sở thương mại nhỏ đã có một cái hành động lớn mà hành động này đã được ca ngợi khá nhiều bản tin cho biết là johnny black otis à, là một chủ nhân của một cái tiệm cắt tóc gọi là barber shop và ông đã dành ra thời gian để mà giúp cho các trẻ em có thể tập đọc nhanh hơn và ông nói rằng các em đọc càng nhiều thì càng được trả tiền thay vì ông cắt tóc cho các em trong lúc mà cắt tóc ông phải lấy tiền thì ngược lại ông lại thưởng tiền cho các em và mỗi lần mà các em đọc càng lớn càng tốt thì để được thưởng 2 đồng. Đó là cái ba tiệm barber shop này và những cái chữ mà các em sẽ đọc ví dụ như là millionaire tức là triệu phú và ông giải thích rằng là càng à, các em càng đọc thì các em càng kiếm được tiền. Tôi nghĩ rằng đây là một cái điều rất là tốt. Đọc là một trong những cái điều quan trọng nhất dành cho các em. À, hệ thống đọc của các em và các uh, cháu rất là thích và họ sẽ có những cái gì họ muốn khi mà họ uh, muốn nỗ lực làm việc thì họ sẽ đạt được những điều họ muốn và ông nói rằng đây là một cái ý tưởng riêng của ông và ông hy vọng rằng các cháu uh, uh, tập mở miệng đọc và đừng có thủ động ông muốn tập cho các cháu cái tánh chủ động nhiều hơn và cái hình ảnh này ông không ngờ là đã được báo chí tại Seattle À, đã lên tiếng rất là nhiều và ca ngợi cái hành động của ông và đã có nhiều trẻ em được gửi tới cái tiệm của ông và cũng có nhiều người khác tới để phụ giúp trong tiệm của ông để hỗ trợ cho các cháu đọc đây là một cái tin khá đặc biệt ở thành phố ở gần Seattle và bây giờ thì chúng ta bước qua tiểu bang Georgia lãnh đạo của cơ quan mướn người ở à, ở thành phố Atlanta đang bị ngưng chức điều tra Bản tin cho biết là một cuộc điều tra nội bộ đang diễn ra tại City Hall của thành phố Atlanta, mà trong đó là có cái người đứng đầu của cái cơ quan Human Resource, tức là cái cơ quan thuê mướn người à, đã bị ngưng chức để mở cuộc điều tra và cuộc điều tra này cho rằng là công à, cái à, sau khi mà nhận được một cái à, thư khiếu nại từ các cái thành viên ở trong làm việc ở trong hội đồng thành phố, trong đó thì bị chia rẽ ra làm hai phần. À, một tuần trước đây vào hôm thứ Sáu, bản tin cho biết là một City Councilman, tức là một à, nghị viên có tên là Michael Bond nói rằng là ông ta đã nghe được từ những nhân viên là có cái sự đối đầu giữa à, các ủy viên được bổ nhiệm và các nhân viên trong thành phố. Và các nhân viên này đã cảm thấy lo ngại khi mà có những cái vị trí à, đã được bổ nhiệm mà không có chính xác và không có đúng theo cái tinh thần. Và đây là một trong những cái... À, việc mà nó đang nổ ra tại thành phố atlanta và trong đó thì bây giờ cái người human research tức là cái người mà đặt trách nhiệm về cái việc thuê mướn người à, đã bị ngưng chức để điều tra xem họ khi mướn người là mướn các nhân viên và cái vấn đề bổ nhiệm của các city council có đúng theo cái trình tự mà luật pháp cho phép hay không đó là bản tin liên quan tới thành phố atlanta và trong khi đó cũng tại atlanta ngày hôm nay một cách rất cảm động à, một cựu quân nhân của đệ nhị thế chiến Đã nhận được một cái cuộc à, Vinh danh ngày hôm nay Bản tin cho biết là Một cái hội đồng gọi là Consulate General of France của Atlanta Đã có cái cuộc vinh danh Đối với ông Clayton Bird Người được xem là một huyền thoại Liên qua à, một huyền thoại Trong cái cuộc đệ nhị thế chiến Trong một cái buổi lễ diễn ra tại Atlanta ngày hôm nay Và ông được xem là Một công dân của Pháp Và các bạn nhớ ngày xưa là Hoa Kỳ đã phải mua lại cái tiểu bang Georgia từ nước Pháp và đó đó thì họ vẫn có một cái hội đồng tiếng Pháp ở đây và à, ở đây thì đặc biệt là ông này đã từng à, phục vụ trong đệ nhị thế chiến ở dưới cái à, quân đội của Pháp và... Ông bớt cho biết là ông đã nhận được cái giải thưởng này à, sau khi mà phục vụ trong quân đội thời gian dài. Bản tin không cho biết là năm nay ông bao nhiêu tuổi nhưng mà ông đã từng phục vụ dưới thời của Tư lệnh Eisenhower và Douglas MacArthur. Đó là một trong những cái buổi lễ vinh danh được xem diễn ra khá cảm động ngày hôm nay và đó là bản tin liên quan tới à, thành phố Atlanta của Georgia. Và bây giờ thì chúng ta bước qua tiểu bang Florida, tiểu bang Florida bản tin quan trọng nhất vẫn là bản tin mà tổng thống Trump đã tới khởi động trong cái à, mùa tranh cử sắp tới và ông đã khởi động cái chiến dịch tranh cử của mình tại tiểu bang Florida và trên tờ báo địa phương ngày hôm nay ở Orlando, người ta đã điểm lại tất cả những cái điểm chính trong bài diễn văn tối ngày hôm qua của ông, trong đó đầu tiên là về vấn đề môi trường thì ông cho biết là à, phía Hoa Kỳ đang có những cái có, những cái à, năng lượng độc lập và như vậy sẽ hỗ trợ và chúng ta sẽ có được một cái môi trường tốt hơn à, ông đã nói về rất là nhiều về cái tình trạng nước uống à, cần phải được sạch sẽ hơn và các cái bản nghiên cứu mới nhất cũng như là ông nói rằng là cái vấn đề mà cố gắng giảm đi cái việc ô nhiễm môi trường là điều cần thiết bên cạnh đó nhắc tới các cựu chiến binh ông cho biết là về vấn đề cựu chiến binh thì là ông đã có những cái dự án để dành cho tất cả các cựu chiến binh có đầy đủ cái việc chăm sóc sức khỏe à, và giải trí và những cái sinh hoạt thường ngày và họ đang có một cái đời sống tốt hơn và hiện nay thì ông nói rằng là các cái à, à, ông đang tìm cách thay đổi một số những cái điều luật được ban hành dưới thời của Obama năm 2014 điều chỉnh lại để mà hỗ trợ nhiều hơn cho các cựu chiến binh liên quan tới bức tường biên giới, tổng thống Trump cho biết ông sẽ thúc đẩy để gia tăng thêm việc xây dựng cái bức tường biên giới và chúng ta đang xây dựng bức tường. Tôi sẽ có trên 400 dặm của bức tường và trong đời, à, đời cuối năm tới và nó sẽ có một cái uh, dịch chuyển tốt hơn. Đó là lời phát biểu của ông. Mở rộng biên giới phía đảng Dân Chủ vẫn muốn mở rộng biên giới. Đó là lời phát biểu của Tổng thống Trump. Và ông cho rằng là đảng Dân Chủ đã tìm cách mở rộng biên giới để có lợi cho cái đảng của họ nhiều hơn. Và điều này đã gây nguy hiểm cho công chúng của Hoa Kỳ và nó thuộc về an ninh quốc gia. Biên giới cần phải thắt chặt và siết chặt cái vấn đề biên giới. Trong khi đó nhắc về Trung Quốc và cái việc mà cán cân mậu dịch à, theo tường trình của Tổng thống cho biết là cán cân mậu dịch với Trung Quốc lên tới 500 tỷ Mỹ Kim. Và hiện nay thì là 419 tỷ Mỹ Kim đã bị lật cái cán cân mậu dịch. Đó là một trong những cái điều mà ông nhấn mạnh trong cái bài diễn văn. Việc Nga xen vào bầu cử Hoa Kỳ năm 2016, Tổng thống Trump cho biết là Obama đã không làm gì trong cái giai đoạn mà ông ta nắm quyền Tổng thống để ngăn chặn cái chuyện này. Và bây giờ thì Tổng thống cho biết là sau cái bản báo cáo của Robert Mueller thì tất cả đã rất rõ ràng ai là người đã để cho Nga xen vào cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 2016 dưới quyền của Obama thời điểm đó. Về kinh tế, tổng thống cho biết là đã có mức tăng trưởng kinh tế và cái mức GDP tức là cái mức tăng trưởng lên tới 3.2% trong cái à, tam cá nguyệt của đầu năm nay và con số này được xem là cả cao nhất trong 4 năm qua và với tập niên 90 là 4% à, trong khi dưới thời của à, Obama thì không tới 2% và đây là một trong những cái mức tăng trưởng kinh tế và nó nhắc lại là năm ở tập niên 80 mức tăng trưởng kinh tế là 7.2% và thời điểm của Obama là thấp nhất dưới 2%. Về thuế, ông cho biết là đã cắt giảm thuế lớn nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ, mặc dù cái lần cắt thuế lớn nhất là của à, dưới thời của cố tổng thống Ronald Reagan năm 1981 được xem là có mức cắt thuế lớn nhất. Tuy nhiên cái mức cắt thuế lớn nhất của ông 1.500 tỷ Mỹ Kim đã là một cái thúc đẩy mạnh mẽ cho nền kinh tế và đã khiến cho cái nền kinh tế có mức tăng trưởng và phát triển tốt. Đó là một trong những điểm then chốt trong cái bài diễn văn của Tổng thống Donald Trump ngày hôm qua trong cái cuộc rally đầu tiên ở tiểu bang Florida khởi động cho mùa tranh cử của ông. Và bây giờ thì chúng ta bước qua Massachusetts. Chữ anh hùng không có là cái chữ mà tôi muốn sử dụng đó là lời phát biểu của một nhân viên lái xe của hãng UPS, người đã chạy chiếc xe của ông vào trong một cái building đang bị cháy để cứu người. Bản tin từ Boston cho biết là một tài xế ta của hãng giao vận chuyển hàng UPS, người đã lái chiếc xe vào cái building để cứu những cư dân ở trong cái tòa building này đã phát biểu khi mà ông đã thực hiện cái nghĩa vụ của mình một cách tình nguyện. Tôi không biết tôi chỉ chắc chắn rằng là xông vào đó à, có thể cứu được người và cố gắng cứu người à, làm cho mọi người có thể có cái hướng chạy ra, tại vì anh đã xông vào một mảng của cái bức tường để mà tạo ra một cái khoảng trống cho những người bị kẹt trong tòa building bị cháy có thể có cái cửa thoát ra ngoài và anh tên là Mark Fashion là lái chiếc này vào cái đường Elmwood Street ở Boston vào hôm thứ bảy và nhìn thấy tám ngôi nhà bị cháy và anh không tưởng tượng được và lúc đó anh không biết làm gì thì thấy từ trong nhà có những tiếng hát thì anh lái chiếc xe ups của mình tông vào để tạo một cái khoảng đổ lớn và tạo một cái khoảng trống từ trong nhà ra để cho những người ở trong nhà có cơ hội thoát ra ngoài và trong cái việc phát biểu thì anh nói rằng anh trong đầu anh không nghĩ là hero tức là anh hùng gì cả anh chỉ mong muốn làm sao tạo được một cái khu cái lối thoát cho những người bị kẹt trong ngôi nhà trước khi mà các binh sĩ cứu hỏa tới để cứu những người đó ra và cho anh đã được vinh danh ngày hôm nay. Tuy nhiên anh trả lời rất là khiêm tốn. Đó là bản tin liên quan tới Massachusetts. Và bây giờ thì chúng ta bước qua tiểu bang Pennsylvania. Các nhà lập pháp tại Pennsylvania đang tìm cách gia tăng cái mức lương tối thiểu tại tiểu bang này. Bản tin từ Harrisburg cho biết là lương trung bình tại tiểu bang Pennsylvania mức tối thiểu là 7 đồng 25 cent một giờ. Là cùng với mức mà liên bang quy định. Nay thì các cái nhà... À, lập pháp thuộc đảng dân chủ cho biết là họ đang tìm cách nâng cái mức lương tối thiểu này lên để phù hợp với cuộc sống hơn và họ muốn rằng lên nâng quá cao 15 mỹ kim một giờ thì nó không thể xảy ra ở tiểu bang này có thể ở những tiểu bang có đời sống cao hơn thì hợp lý nhưng nếu mà cùng một lượt mà gia tăng gấp đôi như vậy thì một thành viên của đảng cộng hòa cho rằng là nó quá cao và nó cần một cái lộ trình để đi đến cái uh, 15 mỹ kim một giờ, tức là một khoảng thời gian chứ không thể tăng một lượt lên từ 7 đồng 25 sen mà lên tới 15 mỹ kim, thì cái mức này là cái mức mà khó có thể chấp nhận được. À, trong khi các thành viên đảng dân chủ thì cố gắng thúc đẩy chuyện này. Bản tin cho biết là phía à, ông à, thống đốc của tiểu, bang, của tiểu bang Pennsylvania cho biết là ông muốn gia tăng cái mức lương tối thiểu là từ 7 đồng 25 sen tới 12 đồng một giờ và Thêm 50 cent à, một giờ là tức là bắt đầu từ đây và sẽ đạt tới cái mức tối thiểu là 15 mỹ kim cho tới năm 2025. Tuy nhiên thì à, phía đảng dân chủ nói rằng việc à, việc mà tăng lương này sẽ gây tổn thương rất nhiều cho những cái cơ sở thương mại nhỏ ở tiểu bang, bởi vì cái mức làm ăn của họ và bà buôn bán của họ chưa chắc đã đạt được cái mức và có thể ập phô nổi với cái mức lương cao như vậy và hiện nay vẫn đang trong vòng tranh cãi tại tiểu bang Pennsylvania bên cạnh đó một bản tin khác cũng từ pennsylvania cho biết là tiểu bang này đã thông qua một cái dự án và chấp thuận cho mở một loại sòng bài mini và điều này đã cho thấy rằng là cái nhu cầu thúc đẩy kinh tế đã khiến cho tiểu bang đã thay đổi quan điểm bản tin cho biết là một cái dạng sòng bài mini tức gọi là mini casino đã được chấp thuận sau một cái phiên họp ngày hôm qua và cuối cùng thì tiểu bang cho biết là loại sòng bài mini này sẽ có 30 bàn nằm ở giữa và có 750 cái slot machine, à, tức là cái máy kéo. Và đây là một trong những điểm mà à, các cư dân này cho rằng sẽ có thêm những cái à, à, vui, à, nơi giải trí vui chơi và không cần phải đi quá xa ra tiểu bang khác. Trong khi đó thành phần chống thì cho rằng là có thể sẽ dẫn đến tình trạng tội ác tăng cao hơn khi có thêm sòng bài ở trong tiểu bang trong khi đó thì các cái sòng bài lớn thì chống cho rằng là việc cho những cái sòng bài mini này sẽ ảnh hưởng khá nhiều và khó kiểm soát được cái tình trạng tội ác và bản tin cho biết là mức tiểu bang đã thu lại được là con số tiền khá nhiều hàng triệu mỹ kim mỗi một năm từ các sòng bài mini này như vậy thì tiểu bang pennsylvania lại có thêm những sòng bài nhỏ ở tại đây sau khi mà tiểu bang đã thông qua và trong khi đó bộ trưởng tư pháp của virginia Mark Herring cho biết là ông ta ủng hộ cho việc hợp pháp hóa cần sa trong vấn đề giải trí. Bản tin từ Arlington cho biết là Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Virginia là Mark Herring đã loan báo rằng ông ta ủng hộ cho việc mà cần sa được sử dụng trong cái vấn đề giải trí một cách hợp pháp à, sau khi có những cái à, à, lời qua tiếng loại vào cuối tuần qua và cam kết sẽ làm việc với các nhà lãnh đạo của tiểu bang virginia để thúc đẩy việc à, hợp pháp hóa cần sa trong vấn đề giải trí cho tới nay thì tiểu bang virginia chỉ cho phép hợp pháp hóa cần sa trong vấn đề y tế mà thôi tuy nhiên thì với à, cái tinh thần gọi là phóng khoáng của đảng Dân Chủ thì ông Herring là một thành viên của đảng Dân Chủ và được xem là một giới chức đầu tiên đã kêu gọi việc hợp pháp hóa cần pha cần xa trong vấn đề giải trí và ông ta đã tuyên bố ủng hộ chính thức cái à, điều này và cho rằng như vậy thì à, tiểu bang sẽ kiểm soát dễ dàng hơn và không có tình trạng lạm dụng ma túy hay lạm dụng cần xa nếu như không có được hợp pháp. Đó là, là, là nguyên tắc của ông này. Trong khi đó, cũng từ Virginia cho biết là cái quận Frederick uh, Frederick đã trở thành cái quận uh, ban cấm tất cả những cái túi nhựa hoặc là những cái uh, 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 bao bằng plastic bản tin cho biết là Frederick County cho biết là các cái uh, ống hút và các cái túi nhựa uh, sẽ bị ngăn cấm ở trong cái việc sử dụng đó là một trong những nhà lập pháp đã mở màn cho cái cuộc tranh luận là có nên hợp pháp hay không hợp pháp việc sử dụng túi nhựa và các cái store tức là các cái ống hút vì họ cho rằng là việc sản xuất những cái này nó gây ô nhiễm môi trường rất là nhiều à, hiện nay thì à, ferret county đang tìm cách là có thể cùng với lại các một số những thành phố khác và những quận khác trên toàn quốc đã ban cấm ống nhựa tức là ống hút và những cái túi đi chợ tức là những cái túi nhựa như vậy thì à, đây là một trong những cái chiến dịch mới và nó lan rộng trên toàn quốc trong thời gian qua khi có nhiều thành phố ở california ở nhiều tiểu bang đã ban lệnh cấm dùng túi nhựa đi chợ hoặc là những cái ống hút nếu mà các bạn ở California khi vào nhà hàng kêu nước thì các bạn phải request thì cái người nhà hàng mới đưa ống hút còn nếu không họ không thể đưa ống hút một cách à, à, tự động cho các bạn và đó là bản tin liên quan tới tiểu bang Virginia và bây giờ thì chúng ta bước qua à, thành phố Chicago một cái hội đồng à, ở Chicago School Board đã cho biết là họ đã bị một cái tai tiếng lớn ở đây khi mà những người này đã dùng tiền thuế của người dân để mà xài trong những cái chuyện gọi là đi du lịch ở khách sạn, thực phẩm và kể cả những cái chi phí khác. Đây là một trong những cái tai tiếng mới nhất ở tại thành phố Chicago và thậm chí là những bữa ăn trong cái Disneyland cũng được tính vào trong cái hóa đơn và biêu lại cho cái hội đồng quản trị và cái ngân sách của học khu và bản tin cho biết là nó nằm ở cái district 99 và đây là một cái cuộc điều tra mới về việc sử dụng và lạm dụng tiền thuế của người dân cho những cái chi phí cá nhân của những nhân viên hoặc là những nhà à, dân cử làm việc trong cái à, school board này và hiện nay họ đang mở cuộc điều tra ở trong đó thì họ cho thấy rằng là cuộc điều tra thấy rõ ràng là tiền chi trả cho khách sạn tiền chi trả cho ăn uống và thậm chí là vé máy bay, vẫn là xe hơi đều bị tính trong đó và bây giờ thì họ đang mở cuộc điều tra để làm rõ hơn về cái ngân sách và những cái chi phí quá tay của cái hệ thống school board tức là hệ thống uh, học khu ở khu vực này. Trong khi đó thì thành phố Chicago đã bắt đầu enjoy với lại uh, scooter chạy bằng điện. Bản tin cho biết là chỉ mới 4 ngày khi mà city thành phố đưa ra cái chương trình khuyến khích người ta sử dụng scooter nhiều hơn là xe hơi thì thành phố này các cư dân đã bắt đầu enjoy và bản tin cho biết là rất là vui và nhanh theo lời phát biểu của một người đã sử dụng cái loại scooter này 11.000 cư dân của thành phố Chicago đã bắt đầu trong cái tuần lễ đầu tiên để sử dụng cái hệ thống scooter bằng điện để thay thế cho tất cả những cái xe cộ nhằm làm giảm bớt cái tình trạng ô nhiễm cũng như là kẹt xe trên thành phố. Và bản tin cho biết là nhiều người đã sử dụng scooter để mà di chuyển trong thành phố thay vì phải dùng xe đạp hay là thay vì phải dùng xe hơi thì bây giờ họ bắt đầu enjoy và tổng cộng mới có một tuần thôi mà đã có 11.000 người sử dụng hệ thống scooter này để làm cho cái uh, thành phố bớt đi những ô nhiễm về khói cũng như làm cho thành phố uh, bớt nạn kẹt xe ở Chicago và đó là bản tin liên quan tới thành phố Chicago và bây giờ thì chúng ta bước qua Việt Nam. Việt Nam ba bản tin ngày hôm nay đều liên quan tới vấn đề media truyền thông mà trong đó đầu tiên hết là thủ tướng cộng sản Việt Nam đã lên tiếng kêu gọi các cái à, giới truyền thông Việt Nam là dù tin xấu hay tin tốt cũng phải đóng góp cho cái à, xã hội và đây là một trong những cái điều mà phía cộng sản Việt Nam không thích. Lúc nào vì cái chính quyền cộng sản Việt Nam vẫn muốn có những cái tin tốt và ca ngợi tô hồng chế độ nhưng mà à, không họ rất kỳ những cái tin mà tiêu cực phản ảnh những mặt trái của xã hội hay là những mặt trái của những cán bộ hành, à, làm trong cái quần máy cai trị này và ông Nguyễn Xuân Phúc đã nói là xấu hay tốt đều vì lợi ích cộng đồng đất nước nhưng mà lợi ích này là như thế nào thì ông ta không giải thích rõ đây là một trong những cái kế hoạch mà ông Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu bộ thông tin và truyền thông giải quyết vấn đề À, phát sinh ra từ những cái bài viết đặc biệt là theo lời của ông này thì là khi ký giả viết bài trên báo chí thì họ viết rất đúng định hướng của đảng và nhà nước nhưng mà khi họ bỏ lên xã hội trang mạng xã hội thì họ nói ngược lại hoàn toàn đây là cái mà nguyễn xuân phúc cảm thấy bực mình và lên tiếng thúc giục bộ truyền thông phải siết chặt lại chuyện này và bên cạnh cái chuyện mà gọi là siết chặt về cái chuyện này thì à, do thất thu về quảng cáo, nhà nước cộng sản Việt Nam trong thời gian qua đã bắt đầu kích động rất nhiều những cái cơ sở thương mại và những cái công ty trong Việt Nam ngưng quảng cáo YouTube và ngày hôm nay bản tin cho biết là với cái sự áp lực nặng nề từ đảng cai trị cầm quyền, ít nhất là có 15 công ty lớn đã ngưng quảng cáo trên YouTube. Và đây là một trong những cái thông báo của cục gọi là phát thanh truyền hình thông tin điện tử Và họ muốn rằng những công ty này chỉ quảng cáo trên những cái tờ báo của đảng cai trị Hay là của à, những cái đài truyền hình và những cái đài phát thanh của đảng thao túng và cai trị thôi Họ không muốn rằng đưa cái tiền quảng cáo đó cho Youtube Và trong đó thì họ nói rằng là đã phải dừng ngay các cái quảng cáo này Đối với lại các cái clip gọi là phản động chống phá nhà nước và họ kêu gọi những cái công ty này phải ngưng lại tất cả những cái quảng cáo ở trên những cái clip YouTube mà họ cho rằng là phản động và chống phá nhà nước mà họ nói rằng còn 40 cái công ty nhãn hàng họ gọi là nhãn hàng tức là 40 công ty thương hiệu đang quảng cáo trên YouTube và họ họ yêu cầu sẽ trừng phạt nếu những công ty này vẫn còn tiếp tục quảng cáo trên YouTube mà lọt vào trong những cái clip YouTube bị xem là phản động trong khi đó thì trên tờ thanh niên ngày hôm nay cũng nhắc lại là đã có nhiều trường đại học vẫn tiếp tục giữ quảng cáo trên các cái clip phản động đó là cái uh, bản báo cáo của tờ thanh niên cục phát thanh và truyền hình của cộng sản việt nam cho biết là đã gửi tất cả những công văn tới những cái thương hiệu nhãn hiệu là ngưng lại các cái clip quả, uh, mà quảng cáo trong các cái clip phản động chống phá nhà nước và thời hạn trả lời công văn là ngày 27 tháng 6 thì trong đó họ nói rằng là họ đã phát hiện hơn 20 công ty đã chạy quảng cáo tự động của Google AdSense và trong đó à, quảng cáo trong những cái clip mà họ gọi rằng là có nội dung phản động tôi không biết là tôi có nằm trong trường hợp này hay không à, cái, cái, cái kênh Youtube của tôi và tôi hy vọng rằng họ xếp tôi vào phản động bởi vì các bạn nếu mà trong nước làm nghề Youtube những bạn nào mà làm nghề Youtube đều biết quảng cáo trong Việt Nam rẻ tiền vô cùng và không ai muốn quảng cáo cả những người làm youtube vẫn muốn có quảng cáo bên mỹ nhiều hơn mà nếu như mà những cái uh, clip quảng cáo mà ở trong việt nam ngưng lại thì nó chừa chỗ cho chúng tôi có thể nhét những cái quảng cáo của ngoại quốc vô thì tiền nó nhiều hơn do đó thì những cái clip phản động như tôi có vẻ sẽ được phát triển mạnh hơn và các cái uh, công ty trong nước thật sự quảng cáo của họ rất rẻ tiền các bạn. Do đó thì đây là một trong những cái nhìn từ trong Việt Nam ra nhưng họ chưa nhìn từ bên ngoài vào. Tôi thì tôi không rành về marketing quảng cáo tại vì tôi chỉ là người sản xuất nội dung chương trình. Nhưng mà theo những người em làm việc chung với tôi trên trang YouTube, họ nói rằng quảng cáo trong Việt Nam rẻ tiền lắm anh Phong, không cần. Mà chúng ta cần là quảng cáo bên Mỹ kìa. Mới có nhiều tiền đó là cái người lời của người em tôi nói và tôi không biết chuyện này sự thật như thế nào tuy nhiên thì nếu như mà à, những người này rút quảng cáo ra thì người em tôi nói rằng đó là chuyện tốt cho mình tại vì nó chen vô hết những người trong nước họ coi quảng cáo ở bên trong nước giá rẻ lắm anh phong còn nếu mà bây giờ họ coi quảng cáo bên mỹ thì tiền nhiều hơn đó là lời phát biểu của những người em hỗ trợ tôi trong cái trang youtube tôi thì tôi chả biết gì cả tại vì nhiệm vụ của tôi duy nhất mỗi một ngày là chỉ sản xuất nội dung chương trình cho tất cả các bạn thôi. Do đó, thì cái tờ báo Thanh Niên hay tờ VnExpress ngày hôm nay đăng những cái tin tấn công là bởi vì chính họ đã bị thất thu rất nhiều từ những quảng cáo trong nước, bởi vì quảng cáo trên YouTube quá rẻ so với quảng cáo trên báo Thanh Niên và VnExpress. Do đó, bây giờ họ thúc đẩy bên đảng cai trị tìm cách siết chặt và bóp cổ và buộc những công ty trong nước phải chung tiền quảng cáo cho họ thay vì chung tiền quảng cáo cho google và họ mượn danh nghĩa là quảng cáo trên những cái clip phản động để mà họ ngăn chặn quảng cáo và tìm cách thu lại số tiền này đây là cái trò gọi là tranh ăn của cái đảng cai trị trong nước mà thôi các bạn và đó cũng là phần tin địa phương ngày hôm nay cảm ơn các bạn rất là nhiều phong sẽ trở lại cùng tất cả mọi người trong cái chương trình houston nhật ký chiều ngày hôm nay mến chào tất cả bye bye